đẹp chưa? Đẹp chưa? Đẹp chưa? Đẹp chưa? Dạ. Chào anh nè. Cảm ơn nha. Sáng anh qua lấy cũng được mà. Trời ơi. Rồi, có cần ngày mai tôi qua đón nữa không? Xe tôi sửa xong rồi. Chị thôi, tôi đi về á. Bye cô sữa. Ba Tâm. Ba Tâm nhớ ba Tâm nói ba Tâm làm siêu nhân không? Từ ngày mai ba Tâm ghé qua trường ba Tâm làm cho tụi bạn của con xem nha. Không thôi tụi nó nói con xạo. Thì xạo thiệt mà. Chứ thời buổi này làm gì có siêu nhân. Thôi chú về nha. Dạ. Nè, đã hứa với thằng nhỏ, hứa rồi thì phải thực hiện chứ. Trời ơi, tôi không có rảnh làm mấy cái việc đó. Tôi cũng phải đi làm kiếm tiền, ok? Ngồi dậy dọn đi để chuột nó tha bây giờ. Vậy thì dọn chung đi. Nè, không có uống đó. Cô uống đậu vô. Em vô. Yeah, hold up. Số mình hơi nhỏ nên mình lại thôi. Bạn nào chẳng nợ thì cũng nợ rồi. Đợt mới thức trắng thì xóa thôi. Lỡ mà chú xóa mình về bờ rồi. Chú nó gọi điện em cứ tắt đi. Thế sao chưa kịp nên cứ tắt đi. Thằng cái chén này cho nó gắt đi. Vấp ngã nợ nần để ta có một bài học. Vì sao phải buồn vậy làm gì? Kinh doanh thua lỗ đâu ai muốn vậy làm gì? Đêm nay ở đây mình coi nhau là chi kỷ. Gác đời một đêm vui như này có mấy khi. Nên là cứ xóa đi. Nên là cứ say đi. Nên là cứ xóa đi. Nên là em cứ say đi. Rồi, đi học đi con. Dạ. Phi, 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 Phi. Ba siêu nhân của bạn đâu? Xạo xạo à? Siêu nhân tập lớp tôi đây. Woo! Cô sữa, ba tới đây. Cái gì đấy? À, cái này là tôi cảm ơn anh. Tôi làm cái này không phải vì tiền. Chỉ là hứa với cô sữa thôi. Có ngại á, mà muốn cảm ơn tôi á, cần xe ôm thì cứ hú tôi, để tôi kiếm chút cơm mà được. Ờ. Hay sắp tới anh đón cô sữa giùm tôi đi. Dạo này công việc bận quá nên nhiều khi tôi cũng đón trễ. Dạ, đừng gì, ok nha. Cảm ơn cô. Dạ. Yeah. Ừ. Cảm ơn gì nha.
Giờ vào đi. Em mới từ trường của con tới đây hả? Dạ. Anh muốn dắt bé Sữa đi chơi được không? Em cho phép nha. Mẹ nhớ đem về cho con một người ba ha. Ngủ ngon. Dạ. Muốn uống gì nào? Em muốn uống sữa lắm. Dạ. Em muốn uống gì? Em nước lọc đi. Ok. Một phút nha. Có sữa cho con liền. Ủa, chú Dũng đi đâu lâu vậy mẹ? Mẹ cũng không biết nữa. Hai mẹ con mình đi tìm chú Dũng nha. Dạ. Đi. Tại em muốn chụp hình quá. Bé ơi, chụp hình giùm chị cái nha. Mà thôi, chụp cái khung hình này nè em, kiểu này nè. Tender and kind, built over time, this is my love for you.
steady and pure, patient and sure. This is my love for you. So shout from the city gates, hear heaven bless this day. Let all the elders say that this love is worth the wait. Let go and hear the sound, pull all the barriers down. I'll cherish the one I found, if this is my love. Careful and wise, true and refined, this is my love for you. Gentle but strong for hey. Có chuyện gì muốn nói với em hả? Tối nay em có rảnh không? Anh nói đi. Lâu quá rồi anh không về thăm ba má. Em về với anh nha. Hello, tôi nghe nè. Rồi ok, chúng tôi tới. Rồi. Ê Phi, ba cậu tới kìa. Ba Tâm. Không mệt không? Chú ơi, hôm nay chú có mang sữa lốt đến không? À, chết chú rồi, chú quên mất tiêu rồi. Hay để bữa sau á chú định đi gấp đôi nha, nha hai đứa nha. Dạ, tôi đưa con về. Bye bye mấy đứa nha. Hôm nay ba Tâm đến đón con hả? Không. Giỡn, ba Tâm đón con nè. Cư chữa, đi dậy, đi. Đi dậy. Con, hai đứa con làm chung công ty hả? Dạ. Hai vợ chồng bác có một mình thằng Dũng à. Bác muốn nó có vợ mà nó cứ hẹn hoài. Nó nói để nó lo sự nghiệp cái đã. Mà con coi, ba của nó bị bệnh tim nặng lắm, không biết sống chết lúc nào luôn á. Ổng bây giờ chỉ mong nó có vợ thôi, rồi ổng nhắm mắt xuôi tay cũng yên lòng. Vậy đó, mà nó cứ hẹn lần hẹn lửa hoài luôn á con. Bác nghe nói là con có con rồi phải không? Dạ. Bác thật lắm, bác khoái con nít lắm. Bữa nào rảnh á, dẫn cháu về đây chơi với bác vài bữa được không? Dạ được ạ. À, con nghĩ chuyện đó chắc chắn sẽ được các bạn. Tại vì khi nào mình rảnh á, con sẽ thuyết phục Thương để dặn sữa xuống chơi với ông bà được không? Còn bây giờ trễ rồi, tụi con xin phép nha. Ta, hai đứa đi đi. À, dạ, con xin phép hai bác tụi con về ạ. À, nhưng mà con, gì thì gì cũng phải nhớ cưới nhanh nhanh giùm bác á nha. Chứ để lỡ ông chết rồi không có ai đi dự đám cưới đâu đó nha. Trời ơi, con dâu ơi. Ngồi kế ba, nhéo giùm ba cái đi con. Sao vậy? Trời ơi, chưa về chù ba chết rồi con dâu. Rồi bây giờ nói cho ba nghe, muốn tìm thừa số làm sao? Ta phải lấy tích chi cho thừa số đã biết. Ghê, rồi tích đâu, chỉ coi. Rồi thừa số đâu biết đâu. Rồi tích chia cho thừa số đâu biết bằng nhiêu nó nghe coi. Thì bằng 8. Sai rồi. Bằng 8 mà. Sai, bằng 7 cộng 1 mới đúng chứ. 7 cộng 1 bằng 8 con đúng mà. Hay quá vậy ta, giỏi quá vậy ta. Trời ơi, hay quá vậy. Công nhận ba Tâm gì dễ hiểu thiệt.
Ông mà ba, sắp tới khối lớp 2 của trường con có tổ chức một cuộc thi chạy mà con không tự tin lắm, chắc con không đi đâu. Mới nói gì? Con không tham gia. Chưa thi mà đòi bỏ cuộc là làm sao? Giờ nói cho tôi nghe, chú có muốn thi cuộc thi này hay không? Cái miệng không có bầm môi, không có bầm môi. Đúng rồi, để vậy mới thả lỏng thở được. Sữa giỏi quá, bữa nay ăn nhiều quá ta. À, ăn xong xử luôn em này là xong nha. Cho gớt cho bà bự không? Cho bà bự không? Dạ tôi ra liền. Dạ cô chủ vô đi. Sao giờ này chưa về nữa? Tôi đợi cô về. Gửi anh nè. Cảm ơn nha. Chắc kể từ ngày mai á, tôi qua tôi đóng cô sữa sớm, 5 giờ sáng nha. Hả? Gì mà sớm dữ vậy? Tại vì sắp tới cô sữa nó có hội thao, cho nên là tôi phải qua kèm với động viên nó. Mà tôi nói nghe nè, làm gì làm cũng phải khuyến khích nó một cái. Tại vì một lời khuyến khích của cô á là bằng 3 lời động viên của tôi. Nhớ nha. Kể từ ngày mai á là mỗi buổi sáng tôi sẽ qua kèm nó thường xuyên luôn. Mà tôi thấy thể trạng nó hơi yếu nha. Cô có cho nó uống sữa mỗi ngày không vậy? Có, tôi cho nó uống sữa đều đặn mỗi ngày mà. Mà cô cho nó uống loại nào? Tôi á là tôi thấy loại này tốt nè, vừa tăng cường sức khỏe mà còn phát triển thể chất nữa. Vậy hả? Ừ, thì cô có cho nó uống thử đi đâu biết. Tại vì đây là sữa tiệt trùng lớp, được sản xuất từ sữa tươi nhập khẩu từ Úc á, đã qua xử lý, là được chế biến bằng công nghệ frozen fresh á, là hoàn toàn không có sữa bột luôn, mà bỏ bệnh á là ăn cỏ chăn thả tự nhiên thôi. Giờ cô cứ nghĩ đi, tập luyện thể dục thể thao, uống thêm sữa này nữa, thứ gì bằng, sức khỏe mạnh lắm á. Bây giờ tôi mới hiểu tại sao người ta gọi anh là tâm lớp rồi. Nó đó. Bây giờ vậy đi, mỗi buổi sáng á, anh kèm cu sữa 1 tiếng trước giờ học giùm tôi. Nếu như mà có thành tích tốt, tôi sẽ ký hợp đồng lâu dài với anh. Nhớ nha. Ừ. Bây giờ cô lên chuẩn bị giường đi, tôi ẵm lên. Ok. Bao năm có sống trong vô vọng, cứ mãi đắm đuối trong mơ mộng, không quan tâm đến nay nơi gì. Sing.
Xuống chiến sĩ. Xuống. Cố lên gì con, nhớ chưa? Không có được làm mặn vậy, nhớ rồi. Phải vui tươi lên, thả lỏng. Hít thở sâu, 2, 3 lần giống ba nè. 2, 3. Nhớ rồi chưa? Đây chỉ là cuộc chơi thôi, không sao hết. Nhớ rồi chưa? Cố lên nha con. Sửa sửa. Nhớ, đừng căng thẳng nha. Cố lên con. Cố lên. Tôi thấy anh còn căng thẳng hơn nó nữa đó. Ba đồ quỷ, căng gì đâu căng. Ủa rồi tính đứng nó luôn không về hả? Về trước. Alo, tôi nghe. Sao rồi? Cô sửa báo kết quả cuộc thi sao rồi chưa? Trời ơi, đâu có nhanh dữ vậy, cô sửa chưa có báo. Vậy hả? Rồi. Vậy nha. Sắp tới công ty của chúng ta sẽ đấu thầu một dự án mới. Đối thủ rất mạnh. Và đặc biệt lần tôi này biết, tính nha. Cạnh tranh sẽ rất cao. Hả? Tôi mong em mọi người hết hả? Sức tập trung và cố gắng. Đừng để vụt mất cơ hội lần này. Ok. Tôi tin mọi người sẽ làm có báo tôi liền nha. Cố lên. Nhớ nha. Báo liền nha. Xin lỗi em. Alo. Có kết quả báo tôi liền nha. Trời ơi là trời. Nó nói chưa có kết quả. Có tôi sẽ báo. Vậy nha. Vậy? Trời ơi, tôi có về đâu mà tới. Cái gì? Đừng nói là anh chờ từ sáng tới giờ nha. Tại lo quá, hồi học quá cho nên là về không có được. Giờ chưa ra nữa ta. Có tiếng chuông rồi. Kết quả sao rồi con? Anh từ từ để thằng nhỏ nó thở đã. Kết quả sao rồi? Ok, không sao đâu. Coi như cuộc chơi đi, là mai mốt mình làm lại ha. Ok, không sao đâu. Con được đi án nhì. Chào bà biết mà. Rồi giờ sao nè, hai chú cháu tính vui vậy hoài không vô nhà hả? Trời, không vô gì tầm này nữa đúng không? Ai quên. Gì? Chụp cho tụi mình coi. Rồi. Cảm ơn con. Đây nè. Chụp nha. Chụp từ góc trên xuống mặt tụi mới đẹp. Từ góc dưới đã. Rồi, trên xuống hả? Tắm nữa. Thôi tắm nữa. Vậy nè. Sữa cười tươi lên con. Rồi. Không biết. Ok. Nè. Rồi, sữa. Đi vô nhà tắm rửa thay đồ chuẩn bị ăn cơm. Dạ, con nhớ như ba Tăng. Bye con. Trời ơi, chụp hình đẹp quá ta. Ừ.
Cảm ơn anh. Nhờ anh mà cu sữa nó mới vui như vậy. Tôi cũng vui mà. Với lại sắp tới á, tôi chạy dự án nên chắc là bận lắm, không có thời gian đưa đón cu sữa. Ngoài đưa đón thì có gì nhờ anh dạy kèm cu sữa học giùm tôi. Coi như tôi gửi gắm sữa cho anh. Biết rồi, chuyện nhỏ. Ăn mừng cu sữa ạ.